Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 ngày 12 tháng 10, Công an huyện Hòa Thành bắt quả tang một tụ điểm tấn công bạc bằng cách thức lắc tài xỉu tại ấp Long Bình, buôn bản Long Thành Nam, huyện Hòa Thành. Tụ điểm tấn công bạc này do Nguyễn Thanh Hải tổ chức và trực tiếp làm cái. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng tính năng phát hiện 9 đối tượng đang nhập cuộc tụ điểm tấn công bạc, tang vật thu giữ một số hột xí ngầu cùng hai chén sử dụng để lắc tài xỉu, gần 22 triệu tiền mặt và một số tang vật có liên quan. Kết quả điều tra thủ đầu xác định, điểm cờ bạc này hoạt động từ đầu tháng 8 năm 2019 đến nay. Hàng ngày từ 10 giờ đến 16 giờ, các đối tượng ở buôn bản Long Thành Nam và các địa bàn giáp ranh tổ chức lắc tài xỉu, mức độ thắng thua mỗi ván từ vài trăm đến 1 triệu đồng. Các đối tượng nhập cuộc tấn công bạc có tiền án, tiền sự về tấn công bạc, phá hủy tài sản. Hiện Công an huyện Hòa Thành đang điều tra làm rõ.